Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vật Vờ Studio. Và iOS 14.2 đã được Apple chính thức phát hành vào đêm hôm qua, vì ngay bây giờ đã cập nhật và chia sẻ với mọi người. Liệu chúng ta có nên nâng cấp và nó sẽ có những cái sự thay đổi gì ở trên phiên bản iOS mới nhất này, ngoài những cái việc nó liên quan đến sửa lỗi ra? Điều đầu tiên mà các bạn có thể dễ dàng nhận thấy đó là nó đã thay đổi hình nền, với việc Apple sẽ bổ sung thêm khoảng tầm đâu đấy cỡ 8 cái hình nền mới. Có những hình mà Apple chụp thực tế và cũng có những cái hình mà trông nó kiểu hơi đồ họa 3D một chút ấy. Và nó sẽ hoạt động ở cả chế độ sáng và tối, khi bây giờ mình đang để chế độ sáng trông nó như này. Nhưng mà khi chuyển cái giao diện của chúng ta qua cái chế độ Dark Mode, qua chế độ tối thì nó cũng sẽ thay đổi cái hình nền cho mọi người. Và trời ơi, cái màu tím này, tím lưng tím sim luôn. Điểm thứ hai đó là việc Apple sẽ bổ sung đâu đó cỡ hơn 100 cái emoji mới để giúp các bạn có nhiều cái chat chit đó thú vị và vui vẻ hơn. Đây là toàn bộ những cái emoji đã được bổ sung thêm so với cả iOS trước đây. Thay đổi thứ ba đó là việc nó sẽ có hỗ trợ thêm một tính năng. Ở đây thì với iOS 14.2 ở trên chiếc iPhone 12 Pro và sắp tới là iPhone 12 Pro Max, nhờ việc nó có cảm biến LiDAR ở phía sau này nên là khi mà các bạn dùng cái tính năng kính lúp ấy thì chúng ta sẽ có một cái chế độ là phát hiện người được bật. Tức nghĩa là mình thấy nó như kiểu là để phục vụ cho cái việc khi mà anh em ra ngoài mà ra những cái nơi đông người mà vẫn cần phải giữ khoảng cách 2m ấy, thì cái việc sử dụng cái kính lúp này nó sẽ giúp anh em phát hiện ra ở khoảng cách như nào nó là hợp lý hay không. Và nếu anh em muốn sử dụng được LiDAR thì phải sở hữu ngay cho mình chiếc iPhone 12 Pro hoặc là sắp tới sẽ là 12 Pro Max. Thì đừng quên truy cập vào website Hoàng Hà Mobile. Ở đây thì đã cho các bạn đặt hàng chiếc iPhone VNA với mức giá cực kỳ ok là 26.450.000 cho chiếc smartphone với camera LiDAR rẻ nhất tới từ Apple. Và Pro Max thì cũng có mức giá chênh lệch đâu đấy khoảng cỡ 2 triệu cho tới 2,5 triệu. Với iOS 14.2 thì ngoài những cái đó ra thì cũng có một vài sự thay đổi. Đầu tiên là khi anh em kéo cái thanh trình điều khiển này xuống thì anh em sẽ thấy một cái phím ở đây, đó là Shazam. Vâng, cái tính năng mà được chờ đợi nhất khi mà Apple mua lại Shazam đó là họ tích hợp thẳng luôn cái Shazam vào đây, giúp anh em có thể tìm nhạc hết sức nhanh và đơn giản. Mình có thể tìm được nhạc ở Việt Nam nó hết sức nhẹ nhàng luôn đấy, và cái khả năng nhận diện của nó tương tự như Shazam mà các bạn sử dụng thôi. Nó không, tại vì thực ra là nó tích hợp đây chính là Shazam vào và anh em sẽ không cần phải cài thêm một ứng dụng nào nữa cả. Đấy, các bạn thấy không? Nó đã nhận lên ở đây và sẽ có một cái pop-up thông báo ở trên này để biết là nhạc của chúng ta đã được phát hiện ra và sẽ có tên bài hát để anh em có thể sử dụng được rồi. Click vào xem nó ra cái gì không. Nó sẽ mở Shazam luôn chứ nó không có. Đây đây đây. Đấy, và nó sẽ gợi ý chúng ta nghe nhạc ở đâu. Ở đây thì là trên Apple Music nhá. Một sự thay đổi nữa cũng liên quan tới âm thanh, đó là cái trình nghe nhạc của iOS 14.2 bây giờ đã được làm trông nó đẹp hơn. Như các bạn thấy cái giao diện ở đây thì cái giao diện ở trên iOS 14.2 nó được làm lớn hơn và nó hiển thị full cái bìa album cũng như là cái nguồn nhạc ở đây thì mình đang phát từ Spotify thì nó cũng hiển thị đầy đủ ở đây luôn cho mọi người. Ngoài ra thì cũng có một sự thay đổi nhẹ nhẹ về giao diện, như kiểu là cái thanh âm lượng ở đây, cái phím của nó cũng làm to hơn để giúp anh em có thể điều chỉnh nó dễ dàng hơn, không bị nhầm hay là bị gõ trượt như trước đây. Hay là khi chúng ta chọn vào cái phần nguồn phát ở đây thì cái giao diện của nó cũng được thay đổi, nó hiển thị luôn những cái nút điều khiển âm nhạc ở đây luôn nhá. Thì một sự thay đổi nhỏ nhỏ thì cũng lại chỉ để là sử dụng tiện lợi hơn thôi, chứ nó không có khác biệt quá nhiều về giao diện hay là một sự thay đổi gì đó quá lớn. Với iOS trước đây thì Apple cũng bổ sung cho chúng ta một tính năng, đó là sạc pin được tối ưu hóa, giúp là giảm cái tốc độ lão hóa của pin. Thì bây giờ tính năng này sẽ được tích hợp lên với cả những chiếc AirPods. Ở đây thì mình có thử với AirPods Pro ấy, thì nó cũng có thêm cái tính năng là sạc pin được tối ưu hóa. Nó hoạt động tương tự như ở trên iPhone, giúp các bạn tối ưu hơn thôi. Và đặc biệt là với những chiếc AirPods thì cái việc sạc pin nó cũng rất quan trọng, tại vì pin của nó mà chai ấy, thì rất khó để có thể thay thế, mà thường các bạn sẽ phải mua luôn cái mới. Và ngoài ra thì với iOS 14.2 thì nó cũng có khá là nhiều thay đổi liên quan đến AirPlay hay là liên quan đến việc các bạn nghe nhạc với HomePod rồi Apple Watch các thứ linh tinh. À, có một điểm thú vị ở đây là với Apple Watch ấy thì bây giờ giao diện ở trên con iOS 14.2 so với cả iOS 14.1 mình đang có ở đây thì nó cũng khác nhau một chút, đó là cái dây ở trên đồng hồ ấy thì nó sẽ là dây solo loop và cái phần đồng hồ cảm giác trông nó làm dày hơn chứ không phải là dây thể thao như kiểu trước đây, giống như kiểu cái dây mình đang đeo nữa. Đó thì là một vài khác biệt nho nhỏ ở trên iOS 14.2 so với cả phiên bản iOS trước. Và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ sửa tất những lỗi mà trước đây iOS 14.1 hay là trước nữa còn đang gặp phải, thì ở trên iOS 14.2 thì nó cũng sẽ hoàn thiện. Và cái trải nghiệm của mình khi mà sử dụng từ sáng đến giờ với iOS 14.2
Thì quá trình sử dụng của mình thì nó không bị nóng đâu, do là phiên bản chính thức rồi nên là nó sử dụng cũng rất là ok. Từ sáng đến giờ mà mình dùng vẫn còn 56% pin so với cả nhu cầu trước đây, thì cái thời lượng pin của nó vẫn loanh quanh ở cái tầm đấy. Tuy nhiên là nó sẽ không bị hao hụt pin quá nhiều của mọi người khi mà anh em lên một cái phiên bản iOS mới đâu. Và những cái thao tác sử dụng bình thường nó vẫn rất là mượt, nó không gặp phải tình trạng lag giật. Tất nhiên là mình cập nhật qua OTA, còn nếu anh em cập nhật lên và gặp phải những cái lỗi gì hay là có những cái thay đổi gì mới thì đừng quên chia sẻ ý kiến của mình ở bên dưới. Và nếu anh em quan tâm đến chiếc iPhone 12 chính hãng thì đừng quên truy cập vào website Hoàng Hà Mobile, tại vì ở đây sẽ chuẩn bị cho các bạn đặt hàng những phiên bản VNA với mức giá cực kỳ tốt, có thể lên đời giảm ngay 1 triệu đồng trả góp 0% và giá cuối chỉ từ là 17.990.000. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.